Chào mừng các bạn đã đến kênh Toyota Tân Cảng mua bán xe cũ của Khoa. Thì hôm nay bên Khoa mới về một cái xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2019. Thì sau đây Khoa xin phân tích về cái xe Fortuner máy dầu này các bạn ha. Thì đối với xe Fortuner máy dầu số sàn này đời 2019, bên Khoa đang có giá bán là 950 triệu. Xe thì chỉ mới đi được có 23.000 thôi nha các bạn. Xe hầu như là như một chiếc xe lướt. Thực tế km là 23.000, với các bạn đi trên 1 năm thì đối với Khoa thì nó sẽ đi không có nhiều, nên đâm ra là cái xe với tình trạng xe thì hiện giờ xe rất là đẹp và rất là liền lạc nha các bạn ha. Thì các bạn cũng theo dõi phía trước là phần đầu xe thì hầu như vẫn những phần nước sơn và mặt nạ logo hầu như là nguyên vẹn, chưa có một vết sơn dặm nào hết, nhìn rất là sáng bóng và rất là liền lạc với thân xe. Phía trước xe đây thì chủ xe cũng rất là màu mè, thì dán thêm những cái chữ Discovery này lên cho nổi bật chiếc xe mình lên. Trên phần nắp capo thì các bạn thấy nước sơn rất là bóng lưỡng và những cái đường gân dập nổi còn rất là đều đặn và trải dài. Xe rất là đẹp nha các bạn ha, màu sơn rất là tuyệt vời luôn, hầu như là tình trạng sơn hoàn hảo nha các bạn. Xe thì Fortuner, đối với Fortuner máy dầu số sàn này thì xe có cụm đèn Rosetter hội tụ ánh sáng cho giúp cho ánh sáng các bạn đi những cái đường thời tiết vào ban đêm rất là sáng, vì nó hội tụ ánh sáng là nó chiếu một đường thẳng thôi các bạn ha. Phần phía trước đầu xe như các bạn thấy là bao gồm là cản trước nè, vè trước nè và capo, nó hầu như là một khối liền mạch với nhau, nước sơn rất là đều đặn, giúp cho mình cái xe mình nhìn hầu như là như mới các bạn, do xe này như mới rồi, hầu như là phải nói là tuyệt vời luôn, trên cả tuyệt vời các bạn ha. Xe rất là đẹp, các bạn thấy không, đây là những đường sơn phía bên hông xe, nó rất là đều, nước sơn rất là đều từ trước ra phía sau, những đường dập gân nổi trên thân xe hầu như là còn nguyên hết. Vì sao, xe này là nước sơn tới đạt tới 98%, nên hầu như là xe rất là đẹp, rất là liền nha các bạn ha. Những đường gân dập nổi đây các bạn thấy rất là đều, kính gương hậu có tích hợp đèn báo rẽ. Bên cạnh đó thì phần phía mâm xe và vỏ xe, xe chỉ mới đi được 23.000 km nên vỏ xe còn rất là cao, rất là dày các bạn ha. Mình nếu mà xe nào mà đi nhiều quá thì cái phần vỏ này rất là hao mòn, mình phải tốn một cái chi phí thay vỏ rất là cao. Đây các bạn thấy không, mâm xe nước sơn này cũng còn rất là mới, rất là liền lạc, chưa có một vết chày luôn nha các bạn ha. Rồi đây đáp vỏ xe là đáp đời 2019 này các bạn ha, đáp đúng theo vỏ, mâm vỏ theo xe luôn. Thì phần bên hông xe thì khách hàng chủ cũ cũng có trang bị một phần ốp mạ rơm của hai cánh cửa đây các bạn thấy, làm nó nổi bật lên cái xe của mình. Và xe Fortuner, đối với dòng Fortuner gầm cao này thì đi trời mưa rất là tiện, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có được trang bị thêm cái bể bước chân này, giúp cho các bạn nào mà có gia đình mà có người lớn bước lên xuống gặp khó khăn thì có bể bước này, nó sẽ hỗ trợ các bạn phần bước lên bước xuống cho nó tiện và rất là dễ dàng hơn. Các bạn cũng thấy phần hông xe đây là xe được trang bị dán phim cách nhiệt. Thì cái phim cách nhiệt này đối với những cái thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nó lên tới 38 độ C thì nó là một phần rất là quan trọng đối với chiếc xe các bạn ha. Giảm thiểu ánh nắng vào xe, cải thiện được cái tia UV vào trong xe và kể cả nhiệt độ vào trong xe, giúp cho xe mình lúc nào nó cũng có một cái không khí thật là thoáng mát và mát mẻ. Mình ngồi trong xe mình cảm giác bị không bị ngợp và rất là thoải mái, mình di chuyển trên một cung đường dài rất là hợp lý. Xe thì cũng có được trang bị là chén cửa nè, viền che mưa nè, những cái này là những cái món đồ chơi tuy nhỏ nhưng mà rất là thiết yếu một chiếc xe. Các bạn sử dụng thì các bạn mới thấy được cái tính năng hiệu quả của nó, giúp cho xe chống chày cái cửa nè, viền che mưa này thì giúp cho các bạn đi trời mưa thì hạ kiến xuống tí xíu, giúp cho những người say xe không có bị say xe, mình đi được với trời mưa nha các bạn ha. Rồi phía đây là phần phía sau, đây vỏ xe phía sau cũng còn rất là dày, 23.000. Xe Fortuner đời 2019 này thì được nhà máy trang bị là thắng đĩa nha các bạn ha. Hồi trước năm 2017 thì xe Fortuner nó là phía trước thắng đĩa, phía sau là tang trống, nhưng qua năm 2019 này nhà máy Fortuner, nhà máy đã đổi lại là thắng đĩa, 4 thắng đĩa cho dòng xe Fortuner. Các bạn cũng có thể thấy được cái mâm xe phía sau cũng còn nguyên vẹn, chưa một vết chày trên sơn xe. Rồi phần phía sau xe Fortuner thì có cánh gió phía trên, giúp cho ngăn ánh nắng xuống phía sau của bạn, ngồi phía sau nó không bị nắng chiếu vào cái đỉnh đầu của mình.
Xe cũng có những phim trách nhiệm phía sau luôn nha các bạn ha. Phần phía sau, cốp sau thì có một dãy mạ rơm có chữ Fortuner nổi bật rất là sáng và rất là sắc sảo. Mình đi trên cung đường, những xe phía sau tới thấy được chữ logo Toyota và chữ Fortuner mạ rơm màu bạc này rất là đẹp, rất là sang trọng. Bên cạnh đó có dãy đèn, cụm đèn phía sau là đèn LED. Cái đèn này thì Khoa đang quay ban ngày cho các bạn tham khảo nên đâm ra là mình không thấy được cái độ đẹp của cái bộ đèn này. Nhưng khi các bạn đi vào ban đêm, dãy đèn LED kéo dài từ trái sang phải, từ phải sang trái, nhìn rất là nổi bật, rất là sáng, rất là đẹp nha các bạn ha. Đây là phần cốp sau của xe Fortuner. Mặc dù xe 7 chỗ nhưng xe Fortuner được thiết kế phần cốp sau rất là rộng rãi và tiện nghi, giúp cho các bạn và gia đình mình khi có đi một quãng đường xa và du lịch thì có chỗ để đồ rất là lý tưởng và thoải mái. Đây là một cái tấm che nắng thì Khoa cũng xin trình bày luôn, thì các bạn cũng thấy là Khoa để cái tấm che nắng ngay cái phần phía sau của xe Fortuner đây. Thì đây chính là độ rộng của cái phần cốp sau của cái Fortuner này, các bạn có thể chứa được hai cái vali, thậm chí là chồng một cái vali nhỏ lên trên các bạn vẫn có thể để đồ được, giúp cho mình đi xa rất là tiện lợi, không có bị hạn chế về đồ đạc khi mình đi chơi. Thí dụ như gia đình mình có đi xe khoảng đường 300-400 km mà mình phải đem hành lý theo thì đây là một khoảng không gian rất là tốt cho các bạn để hành lý nha các bạn ha. Xe thì bên Khoa cam kết không đâm đụng và ngập nước nên đâm ra là các bạn có thể thấy là cốp sau còn rất là nguyên vẹn, sùng chỉ ốc chưa có hề một cái vết mở nào hết. Thường thì những cái xe mình sẽ hay bị chày cái phần cản sau do mình để hành lý hoặc mình để đồ, thì chủ xe cũng làm một cái miếng ốp nhựa cản sau để có khi mà mình lỡ mình để đồ, ví dụ như mình cầm cái thùng mình để mình gá mình tựa lên đây thì nó không có bị chày cái cản mình, rất là tiện lợi và rất là đẹp nha các bạn. Xe Fortuner này thì có biển số là biển số thành phố Hồ Chí Minh, nên các bạn nào ở thành phố thì tiết kiệm được cái khoản chi phí đăng ký là 20 triệu. Còn các bạn nào mà rút gốc có nhu cầu mua xe về tỉnh thì Khoa vẫn hỗ trợ rút hồ sơ gốc chuyển cho các bạn về tỉnh đăng ký bình thường, không có chuyện gì hết, nên các bạn mua xe ở tỉnh thì cứ yên tâm. Đây là phần phía bên tài xe. Và các bạn có để ý rằng một cái xe nguyên bản, cái cốp được ráp theo nhà máy thì cái tiếng đóng cửa xe rất là êm, rất là chắc chắn. Các bạn cũng nghe được cái tiếng kêu rất là dội, rất là vang nha các bạn ha. Đây các bạn thấy không, xe đóng rất là sướng tay, chứng tỏ chưa hề mở những cánh cửa này ra để sơn, nên đâm ra là cái xe Fortuner này hầu như là nguyên vẹn đó. Các bạn thấy không, âm thanh kêu rất là thoải mái, rất là chắc chắn. Và phía bên tài cũng vậy, nước sơn từ trước ra đằng sau chỉ một màu bạc hợp màu, những cái đường ghép nối rất là liền mạch, không có một khoảng không gian nào gọi là sai và có dung sai đáng kể hết, chứng tỏ là xe này chưa từng bị mở một cái cửa hoặc là làm đồng sơn gì nặng gì hết phía bên cốp. Rồi xin mời các bạn vào trong khoang nội thất ha. Với dòng Fortuner này thì xe này thì băng giữa này được thiết kế là 3 chỗ ngồi các bạn ha. Riêng 3 chỗ ngồi đều có tựa đầu đều chỉnh lên xuống, giúp cho các bạn ngồi đi đường xa có thể dựa vào rất là thoải mái. Xe thì được trang bị lớp ghế nỉ. Đối với lớp ghế nỉ này thì theo đánh giá của Khoa thì ngồi rất là mát, nhưng có một cái nhược điểm là rất là dơ. Ví dụ như nhà mình có trẻ con ăn uống nó bị nhiễu cái gì đó lên thì mình cái việc vệ sinh rất là khó, nên đâm ra nếu như các bạn có quan tâm cái dòng Fortuner này của bên Khoa thì cứ liên hệ với Khoa, Khoa sẽ tư vấn cho các bạn đổi bộ ghế da, cái đó bên Khoa sẽ tặng cho các bạn để các bạn cảm thấy nó ngồi sạch sẽ hơn. Bên cạnh đó thì xe cũng được trang bị là bọc trần. Cái bọc trần này nó rất là hạn chế nhiệt độ vào thân khoang xe các bạn ha, và nó làm cho sạch sẽ cái trần của mình. Đây các bạn ha, có độ bóng phồng bền, đây là cái trần xe đây. Đó. Ngồi thì được có hai dàn lạnh phía sau điều chỉnh độc lập luôn. Các bạn ngồi phía sau muốn lạnh hoặc là không lạnh thì tùy các bạn chỉnh, không có cần phải tài xế phải điều khiển cái chức năng này. Rất là tiện lợi, rất là cần thiết cho các bạn đi đường. Đây là cái phần lái. Thì thường đối với những anh tài xế khi đi đường cung đường dài á thì cái việc ngồi lái rất là quan trọng. Ngồi có thoải mái hay không, ngồi có êm ái hay không thì giúp cho các anh tài xế rất là yên tâm khi lái.
Thì đối với Phaoner này thì Khoa nói phải nói là phần thiết kế của phần ghế tài, ghế ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Tướng Khoa to cao, tuy nhiên khi mà leo lên cái xe Phaoner này ngồi, thiết kế phần ghế ôm vào người giúp cho xe mình nó cảm thấy nó thoải mái, rất là thư giãn. Mình ngồi giống như là mình không có ngồi vậy đó, mình ngồi trên xe mình thoải mái lắm. Mình lái xe, mình có đi đâu, mình có chạy quãng đường xa thì mình cũng thấy nó êm. Xe thì mới đi được có 23.000 km thôi nha các bạn ha. Nên đâm ra là các bạn có thể là thấy được là hầu như là như cái xe mới. Xe thì có được trang bị đầu DVD zin theo xe. Rồi hộp số sàn 6 cấp. Đối với động cơ 2.4 mà hộp số sàn 6 cấp thì cái xe này nó rất là có tính năng là hiệu quả. Đi rất là mạnh mẽ, rất là khỏe. Các bạn thấy cái cùi số á, nó còn mới tinh. Những cái đường gân của trên cái cùi số này nó còn rất là mới, rất là đẹp. Chứng tỏ là chủ xe này đi cũng giữ tương đối là kỹ ha các bạn ha. Xe có Fortuner này thì có hệ thống là cân bằng điện tử VC và có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là cái chế độ mà Power giúp cho động cơ mạnh mẽ hơn. Phần tắp lô rất là đẹp đấy các bạn, chưa hề bị chảy xệ. Cái này bên Khoa đang trưng bày xe thì phía trước nó có cái miếng này thì nó che lại cho các bạn, cho nó mát mẻ, cái phần tắp lô này nó không bị hư nữa. Các bạn xài sử dụng nếu mà mình không giữ kỹ thì nó sẽ bị chày chóc cái tắp lô này ra hết nha các bạn ha. Rồi bên cạnh đó thì khách hàng cũng trang bị thêm cái camera hành trình luôn nha các bạn ha. Đỡ một khoản tiền khi mình mua xe, mình đỡ một khoản tiền nào đó thì các bạn lợi thêm một khoản tiền nào đó khi mình mua xe. Tiết kiệm rất là nhiều so với chiếc xe mới nha các bạn. Mặc dù xe 2019 nhưng tiết kiệm cả 100 triệu khi mình mua cái xe mới. Rồi tiếp theo là cái phần phía trước động cơ của xe. Thì Fortuner máy dầu thì được trang bị động cơ là 2.4, rất là mạnh mẽ, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Turbo tăng áp rất là mạnh các bạn ha. Thì xe này đã được bên Khoa là dọn theo công nghệ Marie Curie tiêu chuẩn của Nhật Bản, làm sạch đẹp xe như mới. Các bạn cũng thấy không, phần động cơ rất là đẹp, rất là sạch, không có một vết bụi, không có một vết dầu. Tại vì sao bên Khoa dọn vệ sinh không nghĩ như bên ngoài là xịt dầu bóng lên cho nó đẹp, nhưng mà cái này bên Khoa dọn theo công nghệ của Nhật Bản nên đâm ra nó đưa vào tình trạng như nguyên bản các bạn ha. Động cơ nổ rất êm, rất giòn, rất mạnh mẽ. Thương hiệu Toyota máy dầu tuyệt vời. Nếu mà các bạn sử dụng xe này 300-400.000 km không ảnh hưởng gì tới cái xe hết. Phần capo chưa hề làm đồng sơn nên hầu như là còn nguyên vẹn, sùng chỉ còn nguyên, rất là đẹp. Thì với cái giá mà các bạn bỏ ra chỉ có 950 triệu thôi mà đã sở hữu được một cái xe Fortuner máy dầu đời 2019 này, thì theo Khoa đánh giá thì nó rất là hợp lý với túi tiền, rất là tiết kiệm cho các bạn có nhu cầu sử dụng đối với dòng xe Fortuner số sàn này. Nếu như các bạn mà có muốn hỗ trợ trả góp hoặc là đổi xe thì bên Khoa vẫn có thủ tục đó. Đối với những bạn ở tỉnh, nếu như muốn trả góp thì bên Khoa vẫn có hỗ trợ ngân hàng đối với những bạn ở tỉnh, nhưng mà cái phần quan trọng nhất là bên Khoa chỉ hỗ trợ tối đa được 70% giá trị xe, còn lại 30% thì các bạn phải phụ thuộc vào cái túi tiền của bạn để hỗ trợ ha. Rồi thì số điện thoại Khoa đã ở trên màn hình, các bạn nếu như có thắc mắc hoặc có nhu cầu gì đó thì cứ liên hệ với Khoa theo số điện thoại trên để Khoa tư vấn rõ hơn, hoặc là các bạn muốn trực tiếp tham khảo cái xe này thì xin hãy mời lên Toyota Tân Cảng để tham khảo rõ hơn cái dòng Fortuner này nha các bạn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn.